Đây là các cảng tập kết than thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên. Ngay gần các bãi than là khu dân cư đông đúc, ngăn cách ở giữa là con đường đê hữu đá bạc. Hình ảnh người dân ghi nhận lại những hôm trời nắng, cứ xe tải chạy qua, bụi lại tung lên mù mịt như thế này. Còn những hôm trời mưa thì đen xì, lầy lội và bẩn thỉu. Khó ai còn có thể nhận ra đây là tuyến đường đê bao đi qua địa bàn xã Liêu Kỳ. Theo người dân cho biết là hôm nay vừa mới mưa xong, mới đỡ như thế này. Chứ còn những cái hôm mà trời nắng và bình thường thì bụi tung mù mịt, ô nhiễm môi trường rất là nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của cả trăm hộ dân sống ngay sát đây. Nhà của ông Vĩnh cách đường đê hơn 100 mét, đâu đâu cũng bám đầy bụi than. Bây giờ là nhẹ nhất. Để lấy nước mưa từ trên mái, ông phải dùng một tấm bạt để lọc qua, đầy cặn than bám lại. Nhưng dù lọc rồi, nước trong bể nhà ông Vĩnh khi múc lên vẫn bị nhiễm đầy mặt than. Tường nhà mới quét vôi được một năm đã lại ám đen thế này. Ở đây có hơn 300 hộ dân ảnh hưởng của bụi than đã tới 15 năm nay. Phun được nước rồi ấy là nó không bụi ở đường lên mấy. Nhưng mà khô được mà gai bụi ngay. Nhà bà Tý từ lúc xây xong không dám kê đồ đạc để ở trong gian phòng khách này, bởi nó đối diện ngay con đường đê bụi. Dù có chút cây cối che chắn nhưng mạt bụi than vẫn dễ dàng chui qua. Bởi vì nó quá bụi phải chui vào bên trong. Thế bây giờ ai muốn xây về nhà cao cửa rộng mà không muốn ở, lại phải chui rúc vào cái nhà hai gian mấy cái nhà kia, thì tối đến cứ ngủ đóng kín cửa mà nó bụi lắm. Hầu như bây giờ là đường vẫn tưới nước nhưng mà bụi vẫn hoàn bụi, các xe cộ chạy nhiều quá. Theo người dân, đường đê bao nhiễm bụi từ các bãi than đã vốn xuống cấp. Rồi không chỉ xe của các bãi than hoạt động mà còn có cả những xe tải, thậm chí cả container ở phía trong chạy qua thường xuyên khiến bụi càng tung lên mù mịt. Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cho biết đã nắm được tình hình trên địa bàn và đang triển khai nhiều giải pháp hạn chế bụi. Có hai giải pháp lớn. Thứ nhất, cải tạo cái mặt đường trên đê hữu đá bạc, không còn lượng lớn bụi tồn ở trên mặt đường. Đấy thì sẽ thi công lại toàn bộ cái đoạn đường này. Thứ hai là sẽ bố trí trồng cây xanh ở hai bên đường. Thực tế, sau khi chính quyền liên tục đốc thúc, một số doanh nghiệp như công ty cổ phần chế biến kinh doanh than Thủy Nguyên đã đầu tư gần nửa tỷ đồng để lắp đặt hệ thống rửa xe trước khi ra khỏi bến. Thậm chí có hẳn hệ thống bạt che chắn kèm phun sương ngăn bụi, vận hành liên tục mỗi khi tiến hành nghiền than. Thế nhưng, một số doanh nghiệp than ở đây vẫn không có hệ thống rửa xe trước khi ra khỏi bến bãi, hay chỉ che bạt theo kiểu đối phó như thế này.